Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Bất Động Sản Nhà Tốt xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà xây dựng độc lập tại Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà xây dựng độc lập, thông số nhà như sau: diện tích là 37m², hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Và cái căn nhà này đã có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, chính chủ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng. Và đặc biệt là có hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng với cái thời gian ưu đãi nhất, tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm. Với cái nhà này thì quý khách hàng chỉ phải chi trả trước khoảng tầm 900 cho tới 1 tỷ tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình vay vốn trong vòng 25 năm nha quý vị. Với vị trí cái ngôi nhà này là nằm trên mặt ngõ nha mọi người. Ngõ trước nhà 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 30m thôi thưa mọi người. Và vị trí của ngôi nhà này rất là gần với chợ dân sinh. Cái vị trí này đi ra chợ dân sinh nó chỉ khoảng tầm 100m thôi mọi người ạ. Và cách với trường mầm non, trường tiểu học Kiến Hưng nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 500m. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới các bệnh viện lớn, bệnh viện Quân y 103, bệnh viện K Tân Triều, bệnh viện Lê Hữu Trác, bệnh viện 09 thì nó rất là gần, chỉ phạm vi bán kính 1,2 km thôi mọi người nha. Cách với trục đường Sa La Nguyễn Xiển nó chỉ khoảng tầm 500m. Cách với lại cái công viên lớn nhất của miền Bắc, công viên Chu Văn An, nó cũng rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 1 km thôi thưa mọi người.